Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm món chả viên nướng nhé, giống theo cái kiểu là món chả nem lụi ấy. Nguyên liệu ở đây mình cần dùng là ở đây có thịt vai xay này và một ít giò sống để tạo sự kết dính ấy, và thịt nó sẽ không bị bỏng. Rồi các bạn, đây là sự kết hợp cho nên mình sẽ cho thêm một ít hành tím và một ít hành lá cắt nhuyễn băm nhỏ để cho nó tạo nên sự thơm ngon cho món chả viên nhé, chả viên nướng này. Mình làm giống theo kiểu là nem nụi ấy, kết hợp giữa nem chả nướng Hà Nội và nem nụi. Đoạn băm nhuyễn cho mình khổ hành tím nữa, sau đó mình sẽ ướp thêm gia vị vào. Các bạn có thể xiên thành que các bạn nướng, hoặc là ve viên các bạn nướng. Bây giờ mình sẽ đi ướp gia vị vào để mình ăn. Bây giờ các bạn cho mình gia vị vào để ướp nhé. Dầu hào này, cho mình 2 thìa cà phê này, cho nó mềm nó ngon. Có dầu điều thì cho ít dầu điều cho màu đẹp nhé, không thì cho ít dầu ăn vào, khoảng 1 thìa cà phê này. Cho thịt nó mềm mà nó không bị cháy. Và một ít nước hàn. Thêm chút tiêu, không cho nhiều không nó cháy. Thêm chút tiêu khoảng 1 đến hoặc là lửa thìa cà phê đó. Ít hạt lêm theo khẩu vị của mỗi nhà mà các bạn cho. Ít bột ngọt, không cho mắm, không cho muối nhé. Và một ít đường nữa thôi, không cho nhiều đường nó dễ bị cháy. Các bạn có thể cho một chút xíu mật ong được nhé. Đây, mình sẽ trộn đều lên và mình ướp khoảng, nếu có thời gian để ướp 1-2 tiếng cất vào ngăn mát tủ lạnh, không có thì các bạn ướp cho mình khoảng nửa tiếng. Đi bao tay hoặc là dùng cái đũa hoặc cái thìa trộn kỹ lên nhé. Có cái phần giò sống này vào, giò sống này mình cho bằng một lửa thịt heo xay. Ví dụ như là 1 cân thịt heo xay thì cho nửa cân giò sống nhé, để tạo thêm cái sự kết dính cho món ăn nhé. Đi bao tay và chúng ta bóp nhé, cho nó dễ bóp. Bóp cả gia vị mà nhanh ngấm vào nhau. Các bạn ướp theo cách này của mình nó vô cùng đơn giản, nhưng mình đảm bảo với các bạn là ăn cái món chả nướng này nó ngon lắm ạ. Nướng than hoa là ngon nhất, không thì các bạn cho vào bếp nướng, điện nướng hoặc lò nướng nhé, đều được. Đây các bạn ơi, xong rồi nhé, rồi mình cất vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 1-2 tiếng, còn không thì các bạn là cứ để bên ngoài này khoảng 20 phút hoặc đến 30 phút thôi nhé. Rồi mình sẽ mang đi mình nướng. Sau khi ướp đủ thời gian nhé, các bạn chuẩn bị cho mình một ít xiên que. Một là các bạn viên, ve viên chúng ta nướng thông thường, hoặc là các bạn dùng xiên que nhé. Các bạn cho vào xiên que, trước khi mình cho vào thì mình đã ngâm xiên que này với nước được khoảng 10 phút để cho nó không bị cháy khi mà chúng ta nướng. Ngâm trong với nước để cho nó hút nước ấy, thì khi mà mình nướng thì nó sẽ không bị cháy. Các bạn cho lên như vậy rồi cho chúng ta cho vào lò nướng hoặc là cho lên bếp nướng là được không?
thì có giò sống rồi cho nên nó rất là dẻo nhé các bạn nhé. Cứ ve viên như vậy đến hết nhé. Mình xem là quen như vậy hết. Khi xong rồi nhé, bây giờ mình sẽ mang đi mình nướng các bạn nhé. Các bạn nướng tha hoa nhé, hoặc là nướng nòng nướng nhé. Và khi mà chín thì mình sẽ quay thành phẩm nhé. Khi nướng xong rồi các bạn, mình cho ra đĩa này, nhìn là rất là ngon và hấp dẫn đúng không ạ? Vàng, thơm, ngon ạ. Và cái này các bạn cho bánh mì, các bạn kẹp và cho ít tương ớt và ít rau sống vào ăn đấy, cực kỳ ngon, hoặc với cơm, với xôi đều được nhé. Giờ mình sẽ dừng cái clip này ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.